Thu nhập tháng rồi của em á gần 10 triệu lận đó. Dạo này á chị thấy em lên tay lắm rồi đó nha. Em xem cái hóa đơn tiếp theo đi. Nó lên tới 46 triệu lận. Số tiền này lớn quá à. Hoa hồng á tới 25% lận. Bây giờ á, em vay bên đó xong rồi á thanh toán em nhận cả gốc lẫn lời rồi em trả lại cho người ta. Anh cho em hạn 1 tuần, em không có tiền trả ra thì anh sẽ lấy cái khác trong người của em. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Đừng để hối tiếc, phát sóng định kỳ vào lúc 19h35 tối thứ Tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1.